Lý Dịch Phong bị kiện, nam diễn viên bị cấm sóng, sụp đổ sự nghiệp ở tuổi 35 sau bê bối mua dâm. Lý Dịch Phong hiện đối mặt với vụ kiện kinh tế đến từ đối tác. Ngày 17 tháng 10, Sina đưa tin Lý Dịch Phong và 3 công ty điện ảnh, truyền hình do anh làm nhà đầu tư, cổ đông đang bị công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa Zuku Thượng Hải khởi kiện. Nguyên cáo là đơn vị sản xuất bộ phim Kính Song Thành mà nam diễn viên đóng chính. Tác phẩm lên sóng vào đầu năm nay. Nguyên nhân vụ kiện được công bố là do tranh chấp hợp đồng. Tòa án Nhân dân quận Tùng Giang, Thượng Hải thông báo đã thụ lý vụ án. Phiên tòa sơ thẩm dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11. Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa Zuku Thượng Hải là nhà sản xuất đầu tiên khởi kiện Lý Dịch Phong sau khi nam diễn viên bị buộc rời showbiz vì vướng bê bối tình dục. Tài tiếng đời tư của anh ảnh hưởng đến hàng loạt đối tác như phải hủy, gỡ bỏ quảng cáo, dự án phim ảnh và show thực tế có mặt Lý Dịch Phong. Theo Sohu, Lý Dịch Phong có thể phải bồi thường số tiền lên tới 20 triệu USD cho đối tác bị thiệt hại vì scandal của anh. Tuy nhiên, con đường đòi bồi thường của các bên hợp tác với Lý Dịch Phong được đánh giá gian nan. Tất cả công ty của tài tử ở Bắc Kinh đã giải thể, trả mặt bằng, nhân viên cộng cán ly tán. Lý Dịch Phong được trả tự do sau khi bị giam giữ vì hành vi mua dâm vào ngày 25 tháng 9. Sau đó, anh được trông thấy xuất hiện ở công ty. Kể từ đó, nam diễn viên sống ẩn dật. Một số nguồn tin cho biết Lý Dịch Phong đã về quê nhà Thành Đô, Từ Xuyên tránh bão dư luận. Lý Dịch Phong bị cảnh sát Bắc Kinh bắt ngày 10 tháng 9 vì hành vi mua dâm trái phép nhiều lần. Đáng nói là khi xuất hiện các thông tin tiêu cực, nam diễn viên và công ty quản lý vẫn lên tiếng thanh minh, khẳng định luôn tuân thủ pháp luật và tin tức trên mạng không đúng sự thật. Tối ngày 12 tháng 9, cảnh sát Bắc Kinh ra thông báo chính thức. Các tổ chức truyền thông Trung Quốc tiến hành tẩy chay nam diễn viên, bắt đầu chiến dịch xóa tên Lý Dịch Phong trên mạng xã hội. 14 nhãn hàng mà Lý Dịch Phong là người đại diện cũng lần lượt ra thông báo chấm dứt hợp đồng. Hình ảnh quảng cáo của Lý Dịch Phong bị gỡ ngay trong đêm. Các trang xem phim như Mengood, Tencent Video xóa tên Lý Dịch Phong khỏi các dự án truyền hình Anh từng đảm nhận vai nam chính như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Chu Tiên, Thành Vân Trí, Mà Tước, Bí Ẩn Mà Vĩ Đại. Bên cạnh đó, tài khoản mạng xã hội Weibo với hơn 60 triệu người theo dõi và trang đại diện công ty quản lý của Lý Dịch Phong cũng bị xóa bỏ, đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của một trong tứ đại lưu lượng lừng lẫy của Trung Quốc. Lý Dịch Phong sinh năm 1987, từng được xếp vào nhóm tứ đại lưu lượng, tức bốn nghệ sĩ trẻ nổi tiếng và có lượng fan hùng hậu nhất Trung Quốc, cùng Dương Dương, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm. Các tác phẩm nổi bật của anh có thể kể đến Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Hoạt Sắc Sinh Hương, Đạo Mộ Bút Ký, Mà Tước, Chu Tiên Thành Vân Trí.